quý vị, 175 triệu cổ phiếu của ngân hàng SHB chính thức được giao dịch bổ sung, là số cổ phiếu đã được ngân hàng này phát hành để chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% để tăng vốn điều lệ lên 19.260 tỷ đồng. Số cổ phiếu này đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD lưu ký từ ngày 1 tháng 6. Như vậy, tổng số cổ phiếu của SHB niêm yết trên sàn HNX kể từ ngày 16 tháng 6 là hơn 2,1 tỷ cổ phiếu. Trong một báo cáo mới đây, công ty chứng khoán MBS cho biết cổ phiếu ngân hàng vẫn sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian tới do có lợi thế về mặt thanh khoản và các thông tin hỗ trợ. Trên thị trường cổ phiếu, SHB thời gian vừa qua giao dịch ổn định và tích lũy quanh vùng 29.000 đến 31.000 đồng trên một cổ phiếu. Đóng cửa phiên 15 tháng 6 tại 28.000 đồng, thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 5. Thanh khoản của cổ phiếu này thuộc nhóm dẫn đầu với trung bình 20 đến 40 triệu đơn vị mỗi phiên. Theo các chuyên gia phân tích chứng khoán, hiện tại SHB có thể đang ở nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước khi bước vào nhịp tăng giá trung hạn tiếp theo, hướng tới vùng giá mục tiêu 36.500 đồng trên một cổ phiếu. Trong quý đầu năm nay, tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của SHB đạt lần lượt 2,6 nghìn tỷ đồng và 1,7 nghìn tỷ đồng, tăng 38% và 113,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 28,6% kế hoạch cả năm, 5,83 nghìn tỷ nhờ tăng trưởng mạnh mẽ về thu nhập lãi thuần, tăng 32% so với cùng kỳ. Thu nhập ngoài lãi tăng 98% so với cùng kỳ. Chi phí vốn trên thu nhập giảm mạnh về mức 34,9% từ 58% của cùng kỳ năm trước. Theo ước tính của công ty cổ phần chứng khoán SSI, năm 2021, SHB có thể đạt 6,06 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương tăng 85,5% so với năm 2020, nhờ tăng trưởng tín dụng và huy động là 20% và 18%. Nợ xấu giảm dần, chất lượng tín dụng tốt và sự tăng trưởng mạnh của vốn chủ sở hữu giúp SHB có thể tăng tốc về quy mô và lợi nhuận. ROE dự kiến cải thiện lên 15-16% từ 10-13% trong các năm trước.